Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì vẫn là mình đây. Vẫn là một mình đây. Hôm nay thì tiếp tục sẽ là một trận đấu solo squad nha anh em. Một mình vẫn ổn anh em ạ. Đi với team nó hơi ồn một chút. Hôm nay thì mình đang sử dụng bộ trang phục áo dài. Một bộ trang phục truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam chúng ta. Và nó cũng là cái trang phục đầu tiên được đưa vào game mà có liên quan tới Việt Nam. Nhưng mà mình chỉ hơi buồn một chỗ là tại sao lại không đưa cái áo dài truyền thống vào mà lại đưa cái áo dài cách tân vào như thế này. Nhiều bạn sẽ không biết là đây là áo dài đâu nhá. Thề, nhiều bạn sẽ nghĩ đây là cái váy. Nhưng mà thực ra đây không phải đâu. Đây là bộ áo dài. Và cái bộ áo dài này là cái bộ áo dài cách tân. Nó được làm mới đi để phù hợp với thời đại. Còn cái bộ... Ui, có người này. Cục một rồi. Ok, thanh niên đầu tiên. Thanh niên thứ hai đang lôi nhoi ra ngoài. Yếu lắm rồi anh em ạ. Ôi, bạn ấy chạy mất rồi. Thôi kệ bạn đi anh em ơi. Mình đi kiếm đồ tiếp đây. Cái bộ áo dài truyền thống của Việt Nam chúng ta ấy, thì anh em có thể để ý là các bạn nữ sinh này, cấp 2, cấp 3, à cấp 2 thì không có, nhưng mà cấp 3 thì sẽ có nhiều trường bắt mặc cái bộ áo dài đó. Và kể cả là trong những cái đám cưới hay là những cái dịp gì lễ Tết ấy, thì thường người ta sẽ sử dụng cái áo dài kiểu như là nó truyền thống, chứ gần như là không ai kiểu dùng cách tân thế này đâu. Nó phải có quần và áo, và áo phải có hai tà thì đấy mới gọi là áo dài truyền thống. Đằng này nhìn nó cứ na ná cái váy. Thật sự luôn, thật sự là mình muốn kiểu áo dài của Việt Nam. Bên PUBG thì có đưa áo dài vào rồi. Nhưng mà thật sự thì cái áo dài bên PUBG không phải là mình có cảm giác ghét game đó hay là như nào đâu, nhưng mà thật sự là mình nhìn thấy cảm giác nó cứ xấu xấu kiểu gì ấy. Mình chỉ được nhìn ngoài sảnh chờ thôi, chứ còn trong game thì mình không có biết. Thế anh em so sánh và anh em xe khá nhiều. Nhật Bản thì không biết là có bao nhiêu bộ rồi. Anh em để ý mà xem. Những cái liên quan đến samurai này, những cái liên quan đến kimono này, những cái liên quan đến anh đào này, nhiều dã man luôn. Cái là một bé. Một bé thì yếu. Bạn ấy kịp ném cái thằng băng ra. Mình sẽ công lên luôn. Chắc là anh chàng đó cũng rất rất là yếu rồi. Này, lựu đạn này. Ui, không biết là triple kill hay là double kill. Thanh niên nào đến đây? Ok, ngọt lịm. Vì là mình để cái vòng bo nó, à, để cái gợi ý trò chơi nó giản thể, nên là cái tên nhiều khi nó hiện lên có mỗi cái biểu tượng hình cái sọ. Bây giờ cứ ghét ghét. Ngày xưa khi mà mình để giản thể ấy, thì nó vẫn hiện tên, nhìn vẫn sướng. Tại vì là nếu mà không để giản thể ấy, thì anh em sẽ bị mất đi một khoảng trống ở giữa cái màn hình, nhìn nó rất là vướng. Nên là mình muốn có mỗi khoảng trống để mình nhìn thêm. Chúng ta đã bị che bởi hai ngón tay rồi mà, đúng không? Anh em nếu mà để ý ấy, thì cái ngón tay của mình nó chồm ra rất là nhiều. Nó chồm tới tận cái chỗ mà nút chạy nhanh này. Và nó chồm ra tới tận chỗ mình ấn vào cái nút mìn rồi. Đấy, vậy là mình mất đi một khoảng trên cái màn hình điện thoại rồi. Khi mà anh em xem thì anh em không biết là mình chồm ra bao nhiêu đâu. Nhưng mà chỉ khi mà anh em chơi ấy, và anh em nhìn vào cái màn hình ấy, thì anh em sẽ biết là chỗ nào anh em bị thiếu và anh em không nhìn thấy. Và thường khi anh em xem video của mình, thỉnh thoảng có những cái bạn địch ấy, mà bạn ấy chạy vào cái tầm bị khuất của mình thì anh em thấy được. Còn mình thì mình không thể nào mình thấy được. Không thì anh em cứ thử che hai ngón tay cái của anh em lên màn hình đi, cho anh em xem, thì sẽ gần như là không thấy cái bạn địch đấy đâu. Mình giết được 5 kill, nhưng mà chẳng biết là clear được team nào hay không. Hình như là có clear được một team thì phải.
thăng giáp này. Mà thật sự luôn á, tính ra đất nước Nhật Bản được đưa vào nhiều cực kỳ, bao nhiêu luôn. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì hình như là Trung Quốc cũng nhiều cơ. Trung Quốc có tận mấy bộ nhở? Nào là Hắc Long này, Hắc Long Nam, Hắc Long Nữ này, xong rồi Kim Long. Ủa, nó phải đến 6-7 bộ liền. Những cái bộ đấy thì cũng chẳng khác gì bộ trang phục của Trung Quốc cả. Nhìn nó xăm xăm rồi ngầu ngầu, tên thì cũng y hệt tên kiểu Trung Quốc. Nhưng mà nói chung là đất nước nào cũng vậy thôi, cứ đẹp là được, không quan trọng là ở đất nước nào hết. Một bé đã gục, còn một bé ở nhà nát. Ok, Lia. Mình chỉ cần có một cái bộ trang phục truyền thống của Việt Nam ở trong game của chúng ta là được, không có cần nhiều. Tại vì Việt Nam của chúng ta nói thật ra thì cũng không có quá là nhiều những cái bộ trang phục đẹp ngoài áo dài ra. Những cái bộ trang phục khác thì gần như là nó trên cả thế giới dùng rồi. Chẳng hạn như là quần jean này, áo phông, những cái đấy thì đâu phải là trang phục truyền thống đâu, đúng không? Chúng ta chỉ có mỗi áo dài. Còn những cái bộ trang phục kiểu như là áo của những cái vùng dân tộc thiểu số ấy, thì những cái quần áo đấy thì nó lại không gọi là truyền thống cả dân tộc, mà nó chỉ là một cái bộ trang phục truyền thống của cái dân tộc đấy thôi. Chứ còn cả dân tộc Việt Nam thì hình như là chỉ có mỗi áo dài. Mình sẽ tiến dần sang khu vực thị trấn anh em nhé. Tại vì bo 1 của chúng ta đang thu mà còn có 15 người. Trận đấu này các bạn ấy giết nhau cũng gắt ra phết đấy chứ. Đầu game giết nhau nhiều lên, cuối game bắn nhau cho nó nhàn. Chứ đầu game mà không giết nhau, cuối game bo 3, bo 4 thì còn 20-30 người, bắn loạn hết cả lên. Ok, tuyệt vời rồi đấy. Ở đây có ai không ta? Hello mấy bạn nhỏ, lâu rồi mình chưa gặp nhau. Đâu rồi? Các bạn đâu hết rồi? Ra đây mình gặp cái coi. Tính ra mà mình giết tới 7 người mà chỉ có 2 mắt, tức là các bạn ấy cũng thoát gần hết. Ra làm trận mới chứ xem làm gì cho mệt. Không hề có bạn nào chạy bo từ hướng này. Ở đây có xác nữa này. Cái tăng giáp thì bị ăn mất rồi, chỉ còn trơ lại đây 2 cái xác. Ây à, bo 2 vẫn ở thị trấn. Mình sẽ chạy đúng một vành cái đồi này, xem là có gặp team nào hay không nhá. Chỉ còn có 10 người thôi. Nhưng mà
mà dù sao thì mình cũng được 7 kill rồi, nên là không có gì lo lắng cho cái trận đấu ngày hôm nay. Mình chỉ sợ là được có một vài kill, xong rồi top 1 lại được có 3-4 kill thì ai xem. Ôi, mất tầm rồi. Hôm nay mình đang mang Sky thần tình yêu nên là cái tầm xa nó không được ngon như những cây súng khác. Nhưng mà không sao, xa thì mình sẽ tiến gần lại hơn. Chúng ta tiến gần nhau hơn để hiểu nhau hơn mà. Có hai người. Mình thấy bóng hai người chạy qua. Trong cái lều đó cả à? À không, bên kia anh em ạ. Lều vàng một người, lều trắng một người. Sao giờ nhở? Tiến gần lại xem sao. Hy vọng là bạn ấy không thấy mình để bắn mình. Chạy kiểu này hơi lố, nhưng mà không sao, mình tiến lại được rồi. Đâu rồi? Mấy anh chàng này đâu ta? Lều trắng có người không? Ơ? À đây rồi. Một bé đã gục. Khá là khôn anh em ạ. Biết mình bắn từ hướng này, thế là lại chạy vòng sang cái tường băng. Mình đang tính là căn đầu nhưng mà không căn được. Ông ấm nhiệt nó hơi bé một chút. Mình xin. Tới bây giờ còn chưa biết xác định nhờ hướng bắn bằng nòng giảm thanh thì chịu rồi. Đi qua lút đồ thôi. Rất là nhiều máu. À, mình cứ tưởng là người cơ. Hóa ra là cây nấm anh em ạ. Giật hết cả mình. Ok, chúng ta còn 7 người. UAV đang đứng im này. Khả năng cao là trong này sẽ có người. Thôi xong. À, bên kia. Đỉnh đồi bên kia có tới 3 người. Với mình là 4. Vậy là sẽ còn một team khoảng tầm 3 người nữa. Sao này bạn ơi? Bo về mình rồi. Nhìn cái con báo nó đi cứ kiểu thẫn thờ, sợ thật. Như kiểu con sư tử ngày xưa mình xem phim Gao ấy. Kiểu ngầu ngầu. Gần như thì anh em sẽ không bao giờ thấy nó, cái con báo cái nó bơi đâu. Nó toàn tốc biến kiểu gì ấy, tự dưng sang sông. Phản xạ rất là nhanh. Ui, biết mình ở đây rồi à? Bạn ấy biết mình ở đây rồi anh em ạ. Thôi rút thôi. Ui, bên kia có người kìa. Một pha bắn nỏ như là tự sát. Gục một. Nè, hết cứu nhá. Gục hai. Cứu đi. Thanh niên bên này đâu rồi? Đã gục. Ok. Giải quyết là thanh niên nào thì tốt nhất là nên giải quyết. Chúng ta còn có 4 người thôi. Khá nhiều đồ. À. Ôi, như cứu dậy rồi sao nhở? Thằng tay thanh niên khác nhở? Lút đồ kìa.
nào. Mình xin. Còn tổng cộng 3 người. Đâu rồi? Ây à, bạn ấy chạy mà không biết mình ở đây luôn. Đi đâu mà vội mà vàng. Yeah, như vậy là chỉ còn một bạn cuối cùng. Anh chàng cuối cùng đang ở đâu? Ra đây bạn ơi. Thấy rồi nha. Tới đây bạn ơi. Không tới thì mình tới. Spot 12 à? Một viên vào đầu. Xong con ong. Tuyệt vời. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Bye bye.